Vâng, xin chào các bác nhá. Thì hôm nay shop cả hàng em lại tiếp tục đón tiếp một bác khách nhé. Vâng, đến để xem máy. Đây. Thì bác này đang muốn xem là con máy này. Đây, cái dòng bơm tưới tiêu. Đó, con này chạy điện 12V thì bác đang muốn là dùng bơm để mình tưới nước ở ruộng. Đó, thì bây giờ em sẽ lấy máy ra cho bác kiểm tra. Rồi ở đây cũng có bộ nguồn. Đây, đây là cái con đuổi nguồn từ 220 sang 12V này. Thì tí nữa em lấy ra em test cho anh. Đấy. Anh lấy con này hay là lấy con trong hộp luôn hay là con nào cũng được? Con nào cũng được mà. À, thực ra bọn này thì nó con nào cũng đấy. Đã qua kiểm định rồi thì nó như nhau thôi. Vâng. Vậy. Khách hàng dễ tính chứ. Rồi ok anh, để em lấy cái. Rồi lấy luôn con mới. Đây. Đây. Đây là dao. Dao. Con dao à? Bóc cái được ngay rồi. Đây thùng xốp nó đóng bằng thùng xốp này. Bọn ngoài chợ nó mua đóng chắc chắn á. Vâng. Này có vỡ xốp nhưng cũng không ảnh hưởng đến máy, cái xốp nó vẫn đấy. Đây. Rồi em giữ xoay chứ. Rồi rồi, anh nhắc rồi. Đấy. Đây, hàng công ty thì nó đóng nghiếc cũng rất là cẩn thận. Đó. Đây là dây đỏ là dương đúng không? Đúng rồi, dây đỏ là dương, dây đen nó là âm. Thì nó có cái kẹp sẵn rồi đây. Vâng. Có kẹp đi theo đây. Đấy, có bộ kẹp. Đây, em lấy cái nguồn ra để mình thử đấu điện luôn. 836. Thực ra cái hàng này nó ít lỗi lắm. Đó, nó chạy được là nó chạy thôi, chứ nó không có lỗi gặp đâu. Đó, đây là bộ nguồn. Hôm trước cũng test cho một bác cũng vào lấy hàng của bên em. Đấy, cũng nhà cũng gần thì quan trọng là nhà gần thì mới qua được. Vâng, nhà gần thì bây giờ anh để về anh qua đây vào lấy. Vâng. Vừa nhanh chóng tận tiện. Vâng, cái chính là phải nhà gần chỗ cửa hàng em thì mới qua được không? Thì em cũng mà hàng này em bán trên toàn quốc mà, thế nên là ngay ở trên đây này các em mình có chục cây. À thế thì em bảo là nếu như là tiện thì qua ngay cửa hàng em lấy cho nhanh. Thì chưa ai còn hàng cái là anh điện thoại cho chú nghe luôn, bảo là em ở đâu anh có thấy không anh đi nhanh anh mới đi. Thế đúng luôn, đúng chỗ luôn. Đúng chỗ luôn, cái năm ngoái là nơi phố bên kia. Rồi. Đây là cái đó quan trọng rác đấy. Vâng. Rác phải nhỏ nhỏ này. Đây thì anh cầm máy rồi em đấu điện nữa. Một tiếng à? Anh chạy đường 5 à? Không, anh chạy đường 18 nhỉ. Đường 18 á? Ờ. Đây cái chậu nước con em để kìa. Đấy anh thả vứt nó vào đấy, con này thả chim à. Anh cởi dây điện ra. Anh chạy đường 18 à. Vâng. Đấy. Anh từ chưa đấu vội nhá, để em cắm điện vào đã. Rồi, nó sáng đèn nhá.
Rồi, sáng lên rồi. Sáng rồi có điện rồi. Rồi nhá. Vâng. Đấy, dây đỏ là dây Vâng, không cho phải chập vào nhau. Đó, ok em. Đó. Cái vụ này anh biết rồi. À vâng. Đã chập thì con nguồn này nó bảo vệ mà, chống đấy bác nhỉ. Đó. Được, mạnh đấy. Ôi thế là biết của nó rồi. Vâng, thực ra con này nó chạy là chạy được luôn mà, nó cũng không ấy đâu. Đấy, trước khi gửi hàng em cũng kiểm tra các kiểu rồi mới đi gửi mà. Đấy. Thế là thiên chất của nó rồi. Con này là thả tùm hết xuống được đúng không? Đúng rồi, thả ngập chỉ... ngập thủng qua dây này là được. Đúng không? Vâng, đúng rồi. Ok, thế thoải mái. Có gì không? Vâng, đây lại có cái rẻ này lau đỡ ướt. Đây lau máy nữa. Không cần đâu. Không cần à? Sao? Rồi, đằng nào về mình cũng dùng đúng không? Đằng nào mình cũng dùng, đằng tí nữa thì cũng dùng luôn. À, dùng luôn rồi. Nhưng mà mình có ắc quy chưa? Không thì mình đổ tạm ắc quy xe máy chạy cũng được mà. Anh chưa. Đấy. Làm gì có ắc quy, ắc quy mai xuống công trường mua có còn phải đi nguồn chứ. Vâng. Đấy. Đóng ngó ra. Đây, sao? Nhanh gọn nhẹ, em gửi, nếu như em gửi cũng mất khoảng ngày hai ngày đấy. Tùy, cũng có lúc nó nhanh, có lúc nó chậm. Vâng. Đóng rồi. Ok. Ok. Thế là xong. Đấy, anh uống nước. Vâng. Đấy các bác nhá. Bác nào mà gần khu vực em ấy, thì cứ qua luôn cửa hàng em. Đấy, thử tiếc thực tế. Chạy ok ngon lành phù hợp với nhu cầu thì ok thì đấy đó đúng rồi phù hợp với mình thì mình dùng đó thì bên em thì cũng rất là nhiều mặt hàng đấy các loại máy bơm nhưng mà chuyên về các dòng DC dòng điện một chiều đó điện này nó gọi là chuyên dụng thôi còn dân dụng thì nó phải điện 220 đó nói chung là cái này nó rất tiếc cho những nơi là gọi là cái là cũng khó kéo điện. Đúng rồi, kiểu như là nếu như là làm nông ấy làm... Ví dụ như là anh làm công việc kia mà anh đầu tư một cái máy bơm điện và khoảng 300 mét dây điện thì cũng rất chi là không, nếu như mà anh làm công trình anh phải chạy máy bơm dầu, bơm xăng ấy, bởi giật ấy. Cái này là anh chỉ có bơm nước để đánh nữa thôi. À. Nó rất chi là ít, hết ít. Mà mình đánh thì lại rất lâu vì làm cây mương nội đồng mà. À. Mùa này nó không có nước, các ruộng nó không có nước, không khô hết. Vâng. Đấy, thì dùng con này là tiện rồi. Tiện. Điện 12V là chạy vào hàng. Đây đang là kính xong mai sang anh cẩy thử khoảng 150m. Thế nhưng mà anh phải dùng ống nhỏ, nếu 150m ông anh phải dùng ống nhỏ. Ống nhỏ nhất ấy, thì ông chỉ bằng ngón tay cái thôi. À thế thì thoải mái. Em tưởng là ống... Tức là cái này nó đang 27, anh sẽ thu vào. Vâng, đúng rồi, mình có cái tụ thu thì mình thu vào. Anh thu, em chỉ thu vào ống nhỏ thôi. Cái đầu này là nó có gen này. Rồi, anh biết rồi, anh nhìn thấy gen rồi. Đấy, gen này là anh... Cái này nó đang ống 27, mình sẽ mua một cái gen thu. Cái gen thu răng... là phải ra 21. Đấy, đúng rồi, đấy, 21. Và anh đẩy cái ống 21 thôi. Đúng rồi, đấy. Và anh đẩy thử khoảng 150m mà được thì là thôi, nếu mà không được thì mình phải mua thêm một cái nữa để bơm chuyển. Không, anh dùng ống nhỏ hơn, thì mua thêm cái nữa thì nó bơm chuyển thì nó mất công. Ví dụ thế. Vâng, đấy, nhưng mà chắc chắn là được rồi, ví dụ... ống nó được chạy ống 27 vì em thử thực tế cái ống 27 dài 30m thì anh xem ở trên chú test đấy thì là chú còn nâng vòi cao lên thế này mà nó 30m nó vẫn quay kiểu như gần như mình phun ấy xe rồi ấy và rửa xe thì đấy là rồi đấy là em dùng rồi con bình ắc quy em tự đóng ắc quy pin đấy ắc quy xe máy không con ý là pin em tự đóng pin sắt. Con ý thì nó xịn. Cái cục này bao tiền? Cục này là cái cục đổi nguồn adapter, hình như là 150 hay là khoảng thế thôi. Đấy, vì cục này nó cục đổi nguồn mà. Rồi. Cắm điện 220 vào nó sẽ ra 12V, con này 10A. Rồi. Đấy, thì con này con cục adapter thôi. Như cái cục này nó có nạp cái ắc quy không? À, nạp ắc quy thì phải mua cái nạp riêng. Anh biết là cái nạp riêng rồi, tại ngày xưa anh đánh cá anh biết mà. Vâng. Con này thì về lý thuyết vì nguyên lý thì là nạp được. Rồi. Tại vì dòng này nó cứ trên 12V với ắc quy 12V thì mình cho nó ăn cái 14V thì điện áp từ cao xuống thấp nó sẽ chạy vào được. Rồi. Nhưng mà con này không phải dùng để nạp ắc quy. Đấy, nó ắc quy nó dùng con khác. Đó. Ok.
Ok bác nhá. Cảm ơn bác đã theo dõi video của em. Chúc bác có một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả. Xin chào bác nhá.